Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chào mừng tất cả ông bà anh chị em đã đến với buổi học Kinh Thánh tối nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Và trong tình yêu của Chúa Giêsu, ngay giờ phút này chúng ta được kết nối với nhau bởi Đức Thánh Linh. Và tôi tin rằng sự mầu nhiệm đó sẽ khiến cho đời sống chúng ta được kết nối với nhau, và không gian và thời gian không ngăn trở được bất cứ điều gì mà Chúa muốn làm trên đời sống của mỗi một ông bà anh chị em mình. Cho nên ngay giờ phút này tôi tuyên bố rằng tâm linh của tôi và ông bà anh chị em được kết nối với nhau và được kết nối với Chúa. Amen. Bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Và chúng ta hãy dành một ít thời giờ để mình cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào bài học buổi tối ngày hôm nay. Amen. Chúng ta cần cầu nguyện để cho tấm lòng của mình được chuẩn bị, tấm lòng của mình sẵn sàng để Chúa hành động, Chúa sức dầu, Chúa mở tai, mở trí, mở lòng mình để lời của Đức Chúa Trời khi nói ra được chúng ta đón nhận một cách đầy thiêng liêng, chứ không phải chỉ là những kiến thức bình thường. Tôi xin nhắc lại cho ông bà anh chị em là chúng ta đang ở trong loạt bài học đời sống không bệnh tật. Và hôm nay là bài thứ hai của cái chủ đề này. Tôi gọi là sự mầu nhiệm của thập tự giá. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học đó. Và ngay giờ phút này chúng ta bắt đầu cầu nguyện nha. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, Chúa chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều vì thời giờ buổi tối ngày hôm nay. Chúa cho chúng con được kết nối với nhau. Chúa cho chúng con được học lời Chúa với nhau. Và con tin rằng khi chúng con cầu nguyện ngay thời giờ này, Đức Thánh Linh Ngài sẽ hành động qua tấm lòng của chúng con, kết nối chúng con lại với nhau, với lời của Ngài, và đem lại sự ích lợi tối đa trên đời sống mỗi một chúng con. Chúa ơi, con tôn kính danh của Ngài, và con cảm ơn Ngài đã ban Thánh Linh cho chúng con như một giáo sư trọn đời, một đấng hướng dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, để chúng con không còn bị đạo lạc dỗ dành hay là có cái sự thiếu hiểu biết trên đời sống của mình. Lạy Chúa, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, con cầu nguyện để Đức Thánh Linh giờ này đến sức dầu cho người nói cũng như người nghe, và tất cả những anh chị em đang kết nối vào trong cái trang này đều được Ngài thăm viếng, đều được Ngài làm cho mạnh mẽ trong tâm linh ngay thời giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu, trong danh của Chúa Giêsu, tôi tuyên bố tất cả những ai đang nghe và ảnh hưởng với lời cầu nguyện này đều được Chúa thăm viếng. Chúa thăm viếng ngay thời giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện nào. Mở môi miệng mình ra và nói với Chúa: Chúa ơi, con khát khao sự thăm viếng của Ngài, con khát khao sự sức dầu của Ngài, con khát khao sự bày tỏ của Ngài qua lời của Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, anh chị em ơi, chúng ta hãy nhờ cậy Thánh Linh của Ngài để bài học buổi tối ngày hôm nay được ích lợi tối đa. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi tuyên bố rằng tất cả những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này sẽ được Ngài thăm viếng ngay thời giờ này, được chính Đức Chúa Trời Ngài thăm viếng ngay thời giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Con tôn cao danh của Ngài trong buổi tối hôm nay, con tôn cao danh của Ngài trong buổi tối ngày hôm nay, con tôn cao danh của Ngài trong buổi tối ngày hôm nay. Oh hallelujah, ngợi khen Chúa. Chúa ôi, xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em con, những người đã kết nối vào hội thánh, những người đã kết nối vào bài học buổi tối hôm nay, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi chiếu sự sáng lên anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi tuyên bố rằng linh của anh em được kết nối với Thánh Linh ngay thời giờ này. Tôi tuyên bố rằng linh anh em được kết nối với Thánh Linh ngay thời giờ này. Tôi tuyên bố rằng sự sáng của Chúa Giêsu đang chiếu rọi khắp mọi căn phòng nơi anh chị em đang ngồi giờ này. Tôi tuyên bố rằng Chúa thăm viếng tâm linh anh chị em giờ này, và linh hồn thân thể anh chị em được ngập chìm trong sự hiện diện của Chúa ngay thời giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, con cảm ơn Ngài Chúa, ngợi khen danh của Ngài Chúa, con chúc tụng danh của Ngài Chúa. Ôi, xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em con đang lắng nghe lời cầu nguyện này. Ôi, xin Chúa ban phước, con cảm ơn Ngài. Con nói rằng cơn mưa của Ngài hãy đổ xuống,
cơn mưa thánh linh của Ngài hãy đổ xuống giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy mở môi miệng mình ra cầu nguyện nào. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con khao khát cơn mưa thánh linh của Ngài trên tâm linh của con. Vì lời Ngài hứa rằng những kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Chúa Giêsu đang mời gọi những người khát khao, và anh em hãy nói: Chúa ơi, con đang khát khao Ngài. Con đang khát khao thánh linh của Ngài. Con đang khát khao sự khai mở của Ngài. Con đang khát khao sự mở mắt thuộc linh, mở tai thuộc linh, và toàn bộ những giác quan thuộc linh của con được mở ra ngay thời giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy cầu nguyện nào. Oh hallelujah. Ngợi khen Chúa hãy cầu nguyện. Ngợi khen Chúa, anh em hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đừng ai trong phòng Zoom giờ này mà lại làm thinh không cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Lời của Chúa nói rằng những người công bình thì sẽ cầu nguyện khi có thể gặp Ngài. Chúng ta là người công bình và chúng ta có quyền cầu nguyện với Đức Chúa Trời ngay khi chúng ta nhóm lại với nhau. Và tôi nói rằng thần linh của Đức Chúa Trời đang kết nối chúng ta lại làm một với nhau trong quyền phép của Chúa. Bởi đức tin mà chúng ta đang hội ngộ với nhau trong quyền phép của Thánh Linh Ngài. Hallelujah. Không gian, thời gian không chia cách chúng ta. Chúng ta hãy mở môi miệng ra và nói với Chúa: lại Chúa một lần nữa con khát khao Ngài. Hãy mở mắt con, mở tai, mở lòng và bao phủ con bằng ánh sáng của Ngài. Hãy bao phủ con bằng ánh sáng của Ngài. Hãy bao phủ con bằng sự vinh hiển của Ngài. Oh hallelujah. Hãy cầu nguyện anh chị em. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Nguyện thánh linh của Ngài tuôn đổ trên anh chị em giờ này. Nguyện thánh linh của Ngài tuôn đổ trên anh chị em giờ này. Nguyện thánh linh của Ngài tuôn đổ trên anh chị em giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục anh chị em ơi. Tiếp tục chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Anh em càng khát khao với Chúa thì anh em càng được Ngài thăm viếng. Anh em càng khát khao Chúa thì anh em càng được có sự kết nối với Chúa một cách mật thiết hơn. Hãy khát khao Đức Chúa Trời giờ này. Hãy khát khao Đức Chúa Trời giờ này trong danh Giêsu Christ quyền năng. Bởi đức tin tôi đặt tay lên để chúc phước cho hết thảy ông bà anh chị em giờ này. Mỗi một bà anh chị em hãy thấy rằng tôi đang đặt tay lên ông bà anh chị em để chúc phước. Và tôi nói rằng trong danh Chúa Giêsu anh chị em, ông bà anh chị em được ban phước ngay thời giờ này. Được ban phước ngay thời giờ này. Được ban phước ngay thời giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Chúa ơi hãy chạm anh em con. Chúa ơi hãy chạm anh em con bởi quyền phép của Thánh Linh. Chúa ơi hãy chạm anh em con bởi quyền phép của Thánh Linh. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài Chúa. Tôi tuyên bố rằng mọi mỏi mệt phải rời xa khỏi thân thể ông bà anh chị. Tôi tuyên bố rằng mọi yếu đuối phải trở nên mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu. Mọi cơ quan nào bị hư tổn được phục hồi giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi tuyên bố rằng bạn cho em được bình an giờ này trong danh Giêsu. Bình an đến cho anh em giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Và một lần nữa tôi tuyên bố rằng anh em được phước trong thời giờ này. Mỗi một người được phước trong thời giờ này. Hallelujah. Tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả các bạn chị em đang kết nối vào trang của Hội Thánh để học bài học buổi tối hôm nay. Và tôi công bố rằng toàn thể chúng ta được phước ngay thời giờ này. Tôi công bố rằng sự vinh hiển của Chúa Giêsu bao phủ trên toàn thể các bạn chị em ngay thời giờ này. Tôi tuyên bố rằng Đức Thánh Linh là vị giáo sư trọn đời của chúng ta đang mở tai, mở trí, mở lòng để lời của Đức Chúa Trời có ích lợi tối đa trên anh chị em là những người nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Và Ngài cũng là đấng sức dầu cho tôi là người ban phát lời của Đức Chúa Trời trong buổi tối ngày hôm nay. Vinh hiển thuộc về Chúa. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Một lần nữa thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân, tôi gửi lời chào trân trọng đến tất cả các bạn chị em đang có mặt buổi tối này. Anh chị em hãy chia sẻ để live stream này trên trang cá nhân của mình. Và để cho những người khác, bạn bè của ông bà anh chị em cũng có thể vào và thấy và nghe được cái sự ích lợi của nó. Amen ạ. Hãy làm ơn chia sẻ đi ạ. Đây là cách chúng ta cộng tác cùng nhau để rao giảng lời của Đức Chúa Trời trên khắp đất. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Amen. Ok, và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài học. Chúng ta đang ở trong cái chủ đề đời sống không bệnh tật. Và đây là bài đề sự mầu nhiệm của thập tự giá. Amen. Tôi không biết là anh chị em có bao giờ mình suy nghĩ một cách nghiêm túc về những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh chị em trên thập tự giá hay chưa.
những gì Ngài đã làm thực sự nó vượt quá cái tầm hiểu biết thông thường của con người. Và rõ ràng các môn đồ ngày xưa của Chúa cũng không hiểu tại sao Ngài phải chết trên thập tự giá. Họ không hiểu được cái sự mầu nhiệm đó. Họ thậm chí không biết là Chúa Giê-xu là đấng mà họ thấy rất quyền năng, làm cho người mù được sáng, người què được đi, người chết được sống lại đó. Họ không biết và họ không chấp nhận rằng Ngài phải chết trên thập tự giá. Đó là sự thật mà chúng ta nhìn thấy ở trong các phúc âm, phải không ạ? Họ không biết rằng Ngài đã làm gì cho nhân loại nói chung và cho họ nói riêng. Và ngày nay cũng vậy, thưa ông bà anh chị. Khi chúng ta nói Ngài đã chết vì chúng ta, thì có thể lắm rất nhiều người trong chúng ta không thực sự hiểu cái điều đó có nghĩa là gì. Hiểu điều đó có nghĩa là gì? Họ nghĩ rằng chúng ta đang nói về cái chết thể xác của Ngài trên thập tự giá. Và đôi khi chúng ta thương cảm một cách đầy cảm xúc cho điều đó. Nhưng thưa ông bà anh chị em, cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá còn có ý nghĩa nhiều hơn thế rất là nhiều. Nhiều hơn thế rất là nhiều. Đối với chúng ta, thập tự giá có rất nhiều ý nghĩa. Mặc dù với phần còn lại, tức là những người ngoại, những người trong thế gian này, thì họ cho đó là một điều đáng buồn cười, đáng xấu hổ. Ví dụ như anh chị em thấy chính sứ đồ Phaolô, ông cũng đã nói điều đó trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 18. Ông nói như thế này: bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy không ạ? Người ta không có hiểu hoàn toàn về điều đó. Nếu như dân Israel và cả người Roma biết được cái sự mầu nhiệm, biết được cái quyền phép của thập tự giá, thì họ đã không đóng đinh Chúa Giê-xu rồi, không ạ? Trong Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 7 đến câu 8, Kinh Thánh chép như thế này: chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chừng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự giá đâu. Anh chị em thấy không ạ? Không ai biết cả. Đây là một sự mầu nhiệm thật sự đến từ Đức Chúa Trời, được che khuất từ ngàn đời. Và hôm nay nhờ Kinh Thánh, nhờ sự bày tỏ của Thánh Linh, mà chúng ta hiểu được tại sao Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá. Và cái chết của Ngài trên thập tự giá đó đem lại cho chúng ta những ích lợi gì, nó có ý nghĩa gì. Tôi nghĩ rằng buổi tối hôm nay chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Bây giờ để tìm hiểu cho nó rõ ràng đó, chúng ta hãy quay trở lại một chút về một cái sự kiện nó xảy ra rất là xa xưa đối với dân Israel. Tôi gọi đó là con rắn đồng, con rắn bằng đồng đó. Và cái con rắn bằng đồng này được sứ đồ Giăng nhắc lại ở trong Giăng chương 3 câu 14 đến 15, khi mà ông giáo sư Nicodem ban đêm đến ông hỏi Chúa Giê-xu về những cái mầu nhiệm và những cái quyền phép mà Chúa Giê-xu đang làm. Ông khẳng định rằng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời phải ở cùng với Chúa Giê-xu thì Ngài mới làm những phép lạ đó. Nhưng Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho giáo sư Nicodem một cái câu chuyện còn đặc biệt mầu nhiệm hơn những cái phép dấu kỳ phép lạ đó nữa. Cụ thể ở trong chương 3 câu 14 15 thì Chúa Giê-xu trả lời cho ông Nicodem như thế này: xưa Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Đây là câu trả lời của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đưa ra cái lời tuyên bố quan trọng này để ám chỉ rằng việc Ngài được treo lên thập tự giá nó có liên quan đến cái câu chuyện của con rắn đồng ngày xưa, con rắn đồng ngày xưa mà ông Môi-se đã làm ra. Vậy thì chúng ta hãy lật lại trong Cựu Ước, trong Dân Số Ký chương 21 câu 5 đến câu 9, để hiểu lý do tại sao
mà ông Môi-se ổng lại làm ra con rắn độc, không ạ? Chúng ta cùng nhau đọc nha. Dân Sử Ký chương 21 câu 5 đến câu 9. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập đặng chết trong đồng vắng, vì đây không có bánh cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên một cái sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cái sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng này thì được sống. Anh chị em thấy không ạ? Còn cái Israel đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời bằng cách họ lầm bầm và họ nói nghịch lại với Môi-se. Họ quên mất cái ơn mà Đức Chúa Trời đã cứu họ ra khỏi Ai Cập. Vì điều đó, Ngài đã nổi giận và sai những con rắn lửa đến giữa họ, cắn họ và khiến họ chết rất là nhiều. Và khi họ khóc với Môi-se để ăn năn và đến lượt ông cầu nguyện Đức Chúa Trời thay cho họ, thì Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ông làm một con rắn bằng đồng thau. Rắn lửa mà đồng thau nó có màu đỏ, phải không ạ? Đặt nó lên một cây cột, cây sào để tất cả những ai bị rắn cắn nhìn vào cái con rắn đồng thau này thì được sống. Anh chị em biết không, nhiều học giả cho rằng đồng thau trong Kinh Thánh là tượng trưng cho sự phán xét. Đồng là tượng trưng cho sự phán xét. Vì vậy, việc Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm một con rắn bằng đồng cho thấy con rắn này đã bị phán xét vì cớ tội lỗi của dân tộc Israel lúc bây giờ. Và tất cả những gì họ cần làm là chấp nhận sự thay thế này bằng cách nhìn vào con rắn đồng đó, thì họ sẽ được sống và không chết nữa. Con rắn đồng này thực sự là hình bóng của Đấng Christ, báo trước cái chết của Ngài trên thập tự giá. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã nói với Ni-cô-đem như trong câu Kinh Thánh mà anh chị em vừa nghe: xưa Môi-se treo con rắn trên đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hai ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Ý Ngài muốn nói là Ngài phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta. Tội lỗi của tất cả chúng ta phải đặt trên Ngài. Giống như dân Israel vậy đó, chúng ta sẽ không bị hư mất mà được sự sống nếu chúng ta làm điều đó. Tại thập tự giá, Chúa Giê-xu đã trở thành tội lỗi cho chúng ta và bị phán xét vì chúng ta. Anh em có thể đọc điều đó ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy không ạ? Đây là một cái điều rất là sâu nhiệm, rất là kỳ diệu mà chúng ta cần tin và nhận lãnh. Chúa Giê-xu không tội lỗi, nhưng Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta. Amen. Vậy thì chúng ta hãy xem nào, có những câu chuyện nữa ở trong Cựu Ước, không ạ? Nó đã mô tả được và làm hình bóng cho cái chuyện Chúa Giê-xu phải bị treo lên thập tự giá. Câu chuyện đó được chép trong Lê Vi Ký chương 16 câu 8 đến câu 10. Chúng ta hãy xem trong câu chuyện này, thì Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu như là một con vật hiến tế cho chúng ta. Tức là con vật này là hình bóng của Chúa Giê-xu. Con vật này mà ngày xưa cái ngôn ngữ cổ đó gọi là con dê tế thần. Con dê tế thần là ngôn ngữ cổ ngày xưa đó. Thì chúng ta hãy cùng nhau dở ra trong Lê Vi Ký chương 16 câu 8 đến câu 10 để chúng ta hiểu được cái điều này. Tôi xin đọc và anh chị em hãy lắng nghe nè. Đoạn A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-sa-sệt. Anh chị em biết
Cái chữ Asasen này nó có nghĩa là vật tế thần, không ạ? Aaron sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần Asasen sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về Asasen. Đó. Và trong Lê Vi Ký cũng chương này, anh chị em đọc tiếp ở câu 20 đến câu 23 sẽ thấy rằng thầy tế lễ Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm đó sẽ làm cái gì. Khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia, tức là con dê đực Asasen đó, con dê đực tế thần đó. Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống đó, xưng trên nó các gian ác và các sự vi phạm, tức là những tội lỗi của dân Israel, và chất trên đầu nó. Rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Israel vào nơi hoang địa. Aaron sẽ trở vào hội mạc, cởi bộ áo bằng vải gai của mình đã mặc, đặng vào nơi thánh và để lại đó. Chẳng thấy không ạ? Như vậy, mỗi năm một lần, cụ thể là vào ngày 10 tháng 7, Đức Chúa Trời chỉ thị cho thầy tế lễ thượng phẩm phải làm lễ chuộc tội cho tất cả con cái Israel. Ông phải chọn hai con dê, được không ạ? Một thì làm của lễ chuộc tội lỗi, và con dê thứ hai thì làm con vật tế thần. Sau khi giết cái con vật chuộc tội rồi, dâng huyết của nó trong tấm màn thề, thì ông sẽ bắt lấy cái con dê tế thần này và thú nhận, không ạ, thú nhận mọi tội lỗi của gian ác của con cái Israel trên đầu nó. Vậy là trong cái thời gian còn lại của năm, tức là từ ngày 10 tháng 7 của năm này đến ngày 10 tháng 7 của năm sau, tội lỗi của họ sẽ được che phủ hoàn toàn và họ sẽ không bị phán xét. Anh em hiểu ý nghĩa không ạ? Và tiếp theo, sau khi đã nhận trên đầu con dê này và đã đặt toàn bộ tội lỗi của Israel, gian ác của Israel trên đầu nó, thì con dê tế thần này sẽ được một người đàn ông khỏe mạnh đưa vào trong đồng vắng, vào cái vùng đất không có người ở, mang trên đầu nó toàn bộ tội lỗi của dân chúng. Anh chị thấy chưa? Và cái con vật tế thần này thực sự là hình bóng của Đấng Christ, là người đã hiến dân chính mình Ngài làm cái của lễ hy sinh, của lễ hiến tế cho chúng ta. Trong trường hợp của Ngài, Ngài không chỉ chết cho con cái Israel đâu, mà Ngài chết cho tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới, nghĩa là dân ngoại đạo nữa. Tại sao chúng ta lại nói điều đó? Khi chúng ta cùng nhau xem xét cái sự bị phản bội nè, bị bắt giữ và bị kết án cho đến chết của Chúa Giê-xu, anh chị em mình sẽ hiểu rõ tại sao cả người Do Thái và người ngoại đều có thể coi Ngài là vật hiến tế cho tội lỗi của họ. Anh em xem trong Ma-thi-ơ chương 20 câu 18-19 chép như thế này: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Không ạ, đây là lời báo trước mà Chúa Giê-xu đã nói cho các môn đệ. Nhưng anh chị biết đó, lúc đó các môn đệ thì không chấp nhận điều này, nhưng đó là sự sẽ xảy ra. Thì anh em thấy, sau khi Ngài bị bắt thì những người lính đưa Ngài đến đâu ạ? Đầu tiên những người lính đưa Ngài đến nhà của Ca-i-phê, là thầy tế lễ thượng phẩm. Và người trước đó đã tiên tri rằng thà một người chết còn hơn cả dân tộc bị diệt vong. Anh em có thể đọc điều đó trong Dân chương 11 câu 49 đến câu 52. Ông Ca-i-phê này ông nói như thế này: Nhưng một người trong bọn họ tên là Ca-i-phê, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng một thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Vả người nói đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết. Và không những vì dân thôi, mà còn để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn.
tại nhà Cai-phê, Ngài đã bị kết án phải chết, biểu thị rằng Ngài đang chết cho người Do Thái. Anh em thấy không ạ? Anh em có lãnh hội được điều đó không ạ? Nhưng chưa hết đâu anh chị em. Sau khi Cai-phê đã kết án Ngài phải chết, thì sau đó Ngài lại bị đưa đến hội trường phán xét của Pontius Pilate, là một người ngoại, không ạ? Là người cuối cùng đã tra khảo Ngài và giao Ngài lại cho người Do Thái để đem đi đóng đinh. Anh em có thể xem cái điều đó trong Văn chương 19 câu 1 đến câu 16. Nghĩa là Ngài cũng bị đóng đinh vì dân ngoại đạo, là các bạn đây, là chúng ta đây, là tôi và ông bà anh chị em đây. Có phải không ạ? Ai, cho nên là chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm một vật hiến tế, một hy lễ cho cả người Do Thái lẫn người không phải là Do Thái, là dân ngoại đạo như chúng ta. Sau đó anh em thấy gì ạ? Ngài được những người lính La Mã dẫn đến đồi Gô-gô-tha, nơi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài gánh lấy tội lỗi của cả thế giới, nghĩa là của người Do Thái lẫn người ngoại đạo. Nhưng một điều rất là mầu nhiệm này thì lúc đó họ không có biết, họ hoàn toàn không nhận ra rằng Chúa Giêsu dưới bàn tay của thầy tế lễ thượng phẩm và Pontius Pilate đã trở thành vật tế thần cho chúng ta và mang lấy tội lỗi của tất cả chúng ta ra đi một cách vĩnh viễn. Anh em biết đó, trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, không ạ, nếu có thể xóa bỏ chiến thắng tội lỗi của cả thế gian thì hậu quả của tội lỗi có thể bị xóa bỏ vĩnh viễn. Tôi nhắc lại nha, trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, nếu có thể xóa bỏ và chiến thắng tội lỗi của cả thế gian thì hậu quả của tội lỗi sẽ có thể được xóa bỏ một cách vĩnh viễn. Và bệnh tật, như chúng ta đã biết, là kết quả của sự sa ngã và tội lỗi. Và Chúa Giêsu khi chết vì tội lỗi thì Ngài cũng chết để hậu quả của nó, nghĩa là bệnh tật, bị xóa bỏ một cách vĩnh viễn. Anh em ghi nhớ điều này. Vậy thì trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chết như thế nào? Đây là chỗ mà chúng ta cần phải học buổi tối hôm nay. Tôi xin trả lời cho ông bà anh chị em. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chết hai cái chết, không phải một. Nha. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chết hai cái chết, không phải một. Anh em có thể đọc ở trong Ê-sai chương 53 câu 9. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu, giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Anh em để ý cái chữ "nhưng khi chết". Khi Kinh Thánh được dịch ở chỗ này gặp không ít rắc rối, bởi vì trong tiếng Hebrew thì cái từ chết ở trong câu 53, chương 53 câu 9 Ê-sai này, nó ở số nhiều. Như vậy Chúa Giêsu đã thực sự đã chết hai cái chết trên thập tự giá, chứ không phải một. Trước hết Ngài chết thuộc linh, sau đó Ngài mới chết thể xác. Anh em biết đấy, nếu Chúa Giêsu không chết thuộc linh thì cho dù binh lính La Mã có làm gì đi nữa, có đóng đinh, có mổ xẻ hay có làm bất cứ điều gì, thì Ngài cũng chả bao giờ chết được nếu trước đó Ngài không chết về mặt thuộc linh. Anh em biết không ạ? Adam chỉ chết thể xác khi trước đó ông chết thuộc linh. Và còn nếu như Adam không chết thuộc linh thì ông sống đời đời, ông không bao giờ chết, thân thể ông không bao giờ có thể chết được. Đó là một cái sự thật. Cho nên một số trong anh chị em chúng ta đã thật sự khóc lóc khi nghĩ về Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, và chúng ta cảm thấy đau buồn khi một người tốt như vậy đã bị giết chết. Nhưng thật sự thì điều này là chứng minh rằng chúng ta không biết gì về những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Ngài chết theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vui lòng, bằng lòng về sự đó, để cho Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Và bởi cái chết của Ngài, Ngài đã đưa tất cả chúng ta trở nên có thể hiệp nhất cùng với Đức Chúa Trời.
Đây là một chiến thắng chứ không phải một đau buồn. Tôi xin nhắc lại cho anh chị em điều đó. Đây là một chiến thắng chứ không phải là một sự kiện đau buồn. Chúng ta cần phải hiểu điều này dưới ánh sáng của lời Chúa. Tôi đọc lại Cô-rinh-tô 2 chương 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ngay tại thập tự giá, tội lỗi của cả thế giới đã được đặt trên Chúa Giê-xu. Con người đã phạm tội và không thể trả cho cái hình phạt của mình. Con người cần ai đó trả thay cho. Và Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ tội lỗi. Lê-vi-ký chương 17 câu 11. Con người cần huyết thiêng liêng để tội lỗi của mình được xóa bỏ. Và để đáp ứng nhu cầu của con người thì Đức Chúa Trời đã ban con của Ngài và khiến cho đấng đó đã nếm trải sự chết cho tất cả mọi người, để chúng ta không còn bị trói buộc bởi cái sự sợ hãi của sự chết nữa. Anh em có thể đọc trong Hebrew chương 2 câu 9 đến 14 sẽ thấy. Và vì điều này mà Đức Chúa Trời Cha đã quay lưng lại với Ngài trên thập tự giá, khi Chúa Giê-xu kêu lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Mác chương 15 câu 34. Tất cả những điều vi phạm đã phạm từ thuở ban đầu, ngay từ thời cựu ước cho đến thời điểm đó, tất cả đã được đặt lên Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu đã nếm trải cái chết thuộc linh. Anh em thấy không ạ? Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã nếm trải cái chết thuộc linh, khi tất cả tội lỗi của tôi và bạn cho em, của con toàn bộ thế giới được chất lên trên Ngài. Và tội lỗi và bệnh tật của chúng ta cũng được đặt lên trên Ngài tại thập tự giá đó. Và cái hình ảnh của Ngài khiến cho nó bị hoen ố, và Ngài chết cái chết thuộc linh, và khiến cho tất cả mọi người, toàn thể nhân loại, thậm chí không thèm nhìn Ngài, không thèm ngó đến Ngài, kể cả Đức Chúa Trời Cha. Trong Ê-sai chương 53 câu 2 đến câu 3, chúng ta đọc sẽ thấy điều đó. Ngài đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chòi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được, người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Ở đâu anh chị em? Ở trên thập tự giá. Mọi thể loại bệnh tật của chúng ta đã cũng đã được đặt trên Chúa Giê-xu, để Ngài có thể mang chúng đi và chúng ta không phải chịu đựng chúng nữa. Anh chị em thấy không ạ? Ê-sai chương 53 câu 4 nói tiếp: Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là thánh và không thể nhìn tội lỗi. Hà-ba-cúc chương 1 câu 13 chép: Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Vì vậy, đây là lý do mà Đức Chúa Trời Cha đã quay lưng lại với Chúa Giê-xu. Và đây là thời khắc anh chị biết đó, Ngài chết cái chết thuộc linh. Sau khi Ngài chết cái chết thuộc linh thì Chúa Giê-xu đã làm gì nè? Chúa Giê-xu đã xuống địa ngục. Chúa Giê-xu đã xuống địa ngục. Và trong khi Ngài ở trong địa ngục, Ngài đã đánh trận với những chủ quyền thế lực của địa ngục, phải không ạ? Lật đổ chúng. Dĩ nhiên là chúng chống trả lại, nhưng mà bởi vì công lý đã được thỏa nên Ngài đã chiến thắng tất cả. Sau đó thì Ngài đã được sống lại từ hầm mộ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng chúng ta rất vui vì Ngài đã chết vì chúng ta. Bởi vì khi các yêu cầu về mặt công bình đã được hoàn thành và Ngài đã sống lại từ cõi chết, chúng ta được xưng công bình và chúng ta được Đức Chúa Trời tuyên bố là vô tội. Anh em đọc trong Roma chương 4 câu 25: Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại
vì sự xưng công bình của chúng ta. Anh em thấy sự mầu nhiệm không ạ? Sự hy sinh bằng huyết của Ngài đã thực hiện một lần và được chấp nhận trong mọi thời đại. Nó không phải như con dê tế thần chỉ được một năm, đúng không ạ? Từ năm mùng 10 tháng 7 năm này đến mùng 10 tháng 7 năm sau. Không, cái hy sinh của Chúa Giêsu một lần thôi và được chấp nhận cho tất cả mọi thời đại từ trước cho đến về sau. Hebrew chương 6 câu chương 9 câu 26 chép như thế này: bằng chẳng vậy thì từ buổi sáng thế đến nay Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi, nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Và sự hy sinh của Chúa Giêsu là cần thiết, nó là hoàn hảo và nó là đầy đủ hoàn toàn, không cần thêm một cái gì vào nữa hết. Anh em biết đó, Chúa Giêsu là người 100%, nhưng cũng là Đức Chúa Trời 100%. Ngài là đấng trung gian hoàn hảo giữa con người và Đức Chúa Trời. Khi Ngài trả giá, chúng ta trở thành người đã được trả giá. Chúng ta trở nên đủ điều kiện để nhận được sự sống thiêng liêng. Và Ngài đã đổ sự sống Ngài vào trong tâm linh của chúng ta bằng cách như vậy đó, thưa ông bà anh chị em. Cùng một sự hy sinh có hiệu quả trong việc rửa sạch tội lỗi của chúng ta, thì cũng có hiệu quả ngang nhau trong việc tiêu diệt sức mạnh của bệnh tật trên cuộc sống của chúng ta. Tôi nhắc lại, sự hy sinh của Chúa Giêsu có cái hiệu quả rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta, thì nó cũng có hiệu quả tương tự như vậy trong việc tiêu diệt quyền lực bệnh tật trong đời sống của chúng ta. Hãy nhớ điều đó. Ê-sai chương 53 câu 5 chép: nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần roi người, chúng ta đã được lành bệnh. Cách Ngài bị thương tích vì sự vi phạm, vì tội lỗi của chúng ta, cũng giống như cái cách Ngài bị đánh đập bầm dập bởi những roi da của người La Mã vì bệnh tật của chúng ta. Anh em hiểu không ạ? Ngài bị thương tích là vì tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài bị roi vọt và bị đánh bầm dập là vì bệnh tật chúng ta. Vậy thì chúng ta nhận được điều gì ở đây? Chúng ta không cần phải sống trong bệnh tật nữa. Chúng ta không cần phải đau bệnh nữa. Tất nhiên, ma quỷ có thể muốn làm hại cơ thể của chúng ta, nhưng khi chúng ta hiểu biết và đứng trên quyền lợi của mình, chúng ta tuyên bố những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình, thì chắc chắn nó phải rời đi và bệnh tật không còn là nỗi ám ảnh trên đời sống chúng ta nữa. Tại sao chúng ta tin Chúa Giêsu đổ huyết để cất tội lỗi chúng ta đi, và chúng ta đã sạch tội hiện nay, chúng ta không còn tội lỗi nữa, chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, mà đôi khi chúng ta lại thấy rất khó tin khi lời Chúa nói rằng bởi lần roi Ngài mà Ngài cũng cất bệnh tật chúng ta, Ngài cất đi rồi, thì chúng ta không thể còn bệnh tật trên thân thể mình nữa. Sự mầu nhiệm này là ngang nhau. Sự mầu nhiệm của việc cất tội lỗi và cất bệnh tật là ngang nhau. Chúng ta không thể chỉ tin một trong hai. Nếu chúng ta đã tin tội lỗi mình bị cất đi trên thập tự giá, thì chúng ta cũng bắt buộc phải tin rằng bệnh tật của mình cũng đã bị cất đi trên thập tự giá. Và bằng cách đó, ma quỷ không thể ở lại, ma quỷ không thể làm được điều gì trên thân thể chúng ta khi chúng ta biết, hiểu và nắm lấy quyền của mình. Cảm ơn Chúa vì điều này. Cho nên bài học sự mầu nhiệm của thập tự giá rất là quan trọng anh chị. Chúng ta phải hiểu, phải nắm bắt những gì Chúa Giêsu thực sự đã làm, những gì Chúa Giêsu thực sự đã trải qua. Cho nên tôi nhắc lại một vài điểm chính trong bài học hôm nay. Amen ha. Chúa Giêsu chính là hình bóng của con rắn đồng mà năm xưa Môi-se đã làm để treo lên. Khi dân Israel phạm tội bị rắn cắn, bị Đức Chúa Trời phán xét và hình phạt,
thì họ nhìn vào con rắn đồng đó thì sự phán xét của họ được con rắn đồng đó lấy đi, họ được sống và được chữa lành. Thì con rắn đồng đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngài bị treo lên thập tự giá để Ngài chịu phán xét thế cho chúng ta. Thay vì chúng ta bị phán xét thì Ngài bị phán xét. Anh em hiểu không ạ? Thứ hai, cái hình ảnh của con dê tế thần ở trong Cựu Ước chính là hình bóng của Chúa Giêsu. Tất cả tội lỗi của chúng ta, của người Do Thái lẫn người ngoại đạo, đã được đặt lên trên Ngài. Khi Ngài bị treo lên thập tự giá thì toàn bộ tội lỗi của ông bà anh chị em và tôi, của cả dân tộc Do Thái từ trước khi sáng thế cho đến hiện nay đã được chất lên trên Ngài. Và bằng cách đó, trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã trải qua hai cái chết. Cái chết đầu tiên là cái chết thuộc linh, đến nỗi Ngài phải hô lên: Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây là cái chết khiến cho Ngài bị ngăn cách với Cha. Sau cái chết thuộc linh này thì Ngài mới tắt hơi và nếm trải cái chết về thể xác. Sau khi Ngài chết như vậy thì Ngài xuống nơi địa ngục. Và tại địa ngục đã xảy ra một cuộc chiến, nhưng công lý đã được trọn, sự công bình đã được thỏa, nên Satan và các quyền lực chủ quyền của địa ngục đã bị đánh bại. Sau khi đánh bại thì Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời khiến cho phục sinh từ hầm mộ. Và bằng cách đó, ngày hôm nay chúng ta đã được Đức Chúa Trời xưng công bình hoàn toàn, vô tội hoàn toàn, vì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Và sự kiện Ngài chết trên thập tự giá, đổ huyết trên thập tự giá, Ngài làm một lần là đủ cả, để cho tội lỗi chúng ta đã được tha thứ hoàn toàn. Nó cũng ngang nhau, tương đồng với việc Ngài chịu đòn roi để cho bệnh tật chúng ta được cất đi. Chúng ta không thể tin một trong hai, chúng ta phải tin cả hai. Ngài bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, và Ngài bị đòn roi vì bệnh tật chúng ta. Bằng cách đó, nếu tội lỗi không còn trên chúng ta thì chắc chắn bệnh tật cũng phải không thể còn trên chúng ta. Nếu chúng ta thiếu hiểu biết, Satan có thể làm bất cứ điều gì đó trên thân thể chúng ta bằng cách gieo bệnh tật, khiến cho chúng ta sống tiếp tục trong sự đau đớn của bệnh tật. Nhưng khi chúng ta hiểu biết và chúng ta nắm lấy quyền của mình, đứng về phía cái quyền lợi của mình, thì ma quỷ bắt buộc phải rời đi. Xem thấy không ạ? Cảm ơn Chúa thật nhiều. Đây là nội dung của bài học Sự Màu Nhiệm của Thập Tự Giá. Xin Chúa ban phước cho hết thảy toàn thể ông bà anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Những ai đang lắng nghe sứ điệp này, xin Chúa ban phước, xin Chúa giúp tất cả chúng ta hiểu, nắm bắt những gì Chúa Giêsu đã làm, và hãy sống một đời bình an, khỏe mạnh, thịnh vượng, đầy phước hạnh trong cương vị là con cái của Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Và giờ này ông bà anh chị em, chúng ta sẽ bước sang phần cầu nguyện. Amen. Chúng ta sẽ bước sang phần cầu nguyện. Hallelujah. Chắc chắn rồi, chúng ta cần cầu nguyện dựa trên những gì chúng ta vừa nghe. Chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta có quyền để cầu nguyện, và danh của Chúa Giêsu có thẩm quyền để giải phóng chúng ta, không ạ? Chúa đã đắc thắng quyền lực của địa ngục, Chúa đã đắc thắng quyền lực của bệnh tật, Chúa đã đắc thắng mọi thứ không đến từ Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Rủa xả, tổ tiên, tất cả những sự thất bại, giới hạn, Chúa đã đắc thắng. Tất cả mọi bệnh tật yếu đuối, Chúa đã đắc thắng, phải không ạ? Và nhờ Ngài chúng ta được tự do. Tôi muốn ông bà anh chị em hãy nắm lấy nội dung bài học ngày hôm nay để cầu nguyện. Nào, tất cả chúng ta hãy đến với Chúa ngay thời giờ này, và hãy nói với Chúa một cách rất là chân thành rằng: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa Giêsu vì cớ những thương tích Ngài chịu mà tội con đã được tha. Con hôm nay được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Con cũng cảm ơn Chúa Giêsu vì những lần roi Ngài chịu
mà bệnh con đã được chữa lành. Con hoàn toàn có thể sống mà không bệnh tật. Con hoàn toàn có thể sống mà không tội lỗi. Con cảm ơn Chúa thật nhiều vì điều đó. Mà anh chị em hãy cầu nguyện đi ạ. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện và xác quyết rằng chúng ta đang đứng trên quyền lợi của mình. Chúng ta đang đứng trên quyền hợp pháp của mình trong danh của Chúa Giêsu. Và không một con quỷ nào có thể lừa dối anh chị em như giờ này. Tôi muốn anh chị em xác quyết rằng không một sự lừa dối nào có thể lừa dối anh chị em giờ này. Nếu nó đã từng lừa dối anh chị em rằng bệnh tật chính là thử thách của Đức Chúa Trời, thì anh chị em hãy từ chối nó đi. Bệnh tật là phước hạnh của Chúa, hãy từ chối nó đi. Bệnh tật là thập tự giá mà tôi phải mang, từ chối nó đi. Nghèo đói là sự thánh sạch, hãy từ chối nó đi. Buồn rầu là cái điều gì đó mà Đức Chúa Trời cho phép để xảy ra trên đời sống của ông bà anh chị em từ năm này sang năm kia, để cho chúng ta biết khiêm nhường, biết hạ mình, biết tìm kiếm Chúa, hãy từ chối nó đi. Đức Chúa Trời không sử dụng công cụ của kẻ thù để dạy dỗ con cái của Ngài. Từ chối hết đi. Và những gì chúng ta nhận ngày hôm nay là những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá cho tôi và bà anh chị em. Ngài đã làm gì? Ngài đã bị thương tích để tôi và bà anh chị em được tha thứ. Huyết Ngài đã đổ ra để tội của tôi và bà anh chị em được tha thứ. Ngài chịu những roi vọt để cho bệnh của tôi và bà anh chị em được chữa lành, phải không ạ? Ngài đã chịu những buồn rầu để tôi và bà anh chị em được vui mừng và bình an. Ngài chịu những trần truồng đói khổ để cho tôi và bà anh chị em được giàu có, được thịnh vượng. Ngài chịu sự ruồng bỏ, khinh chê để tôi và bà anh chị em được chấp nhận và được chào đón vào nhà của Đức Chúa Trời, vân vân và vân vân. Rất là nhiều thứ Chúa Giêsu đã làm ngay chính trên thập tự giá. Bạn chị em hãy tuyên xưng đi ạ. Con cảm ơn Ngài, con được chấp nhận, con được thịnh vượng, con được may mắn, con được khỏe mạnh, con được bình an, con được thánh sạch, con được công bình. Con cảm ơn Ngài vì những gì Ngài làm cho con tại thập tự giá. Ôi Chúa Giêsu, bạn chị em hãy cầu nguyện điều đó đi ạ. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Và giờ này tôi ra lệnh cho tất cả mọi linh dối trá, mọi linh dối trá, mọi điều gì dối trá, mọi điều gì thiếu hiểu biết, mọi điều gì không đến từ Đức Chúa Trời, mọi điều gì Satan và các quế linh của nó làm trên đời sống bạn trẻ, ta ra lệnh hãy rời đi. Nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền lệnh tất cả mọi quy lực tà linh này hãy rời khỏi con cái của Đức Chúa Trời. Hãy rời khỏi những người đang nghe và chịu ảnh hưởng dưới giọng nói này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, mọi quyền lực của linh ô uế hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi tà linh của sự ác mộng lừa dối hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi linh của sự bất an lo lắng hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi tà linh của sự giới hạn, thất bại, nghèo đói hãy rời trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Bạn em hãy mở môi miệng mình ra và cộng tác với tôi, chống trả lại bất cứ sự lừa dối nào mà Satan đã từng lừa dối bạn chị em. Vì Kinh Thánh chép rằng nó là cha đẻ của sự nói dối. Nó nói rằng bạn chị em bị nghèo đói, ông bạn chị em sinh ra đã bị nghèo đói, hãy từ chối nó giờ này. Nó nói rằng bạn chị em sinh ra bị bệnh tật, hãy từ chối nó giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta truyền lệnh, mọi uế linh hãy rời khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Mọi tà linh hãy rời khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Mọi quyền lực của sự tối tăm hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta ra lệnh cho mày Satan và các quỷ sứ của mày. Ta nói với mày Satan trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy rời khỏi những người đang có mặt ở trước màn hình này. Hãy rời khỏi những người mày đang hành hạ, đang ám toán, đang ảnh hưởng. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy rời đi. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen danh của Ngài. Ngợi khen danh của Ngài. Ngợi khen danh của Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu, mọi tà linh, dù tên gọi mày là gì, bất kể tên gọi mày là gì, mày đang hành động trong mắt, trong tay, trong tâm trí, trong thân thể, trong tay chân, trong lời nói, trong suy nghĩ của những con người đang trước màn hình này, ta ra lệnh mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. Bạn chị em hãy cộng tác với tôi, chống trả lại bất kỳ con quỷ nào đang cầm buộc những cơ thể chi thể của anh chị em. Nếu mắt của anh chị em luôn luôn nhìn những sự bậy bạ, nhìn những phim ảnh khiêu dâm, nhìn những cái hình ảnh không lành mạnh, trong danh của Giêsu,
ta ra lệnh con quỷ đó phải rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nếu miệng anh chị em chuyên nói hành, nói xấu, nói lời tục tiểu, giả ngộ tầm phào, miệng anh chị em không thể kiềm chế để nói những lời ân hậu, trong danh Giêsu tôi bẻ gãy con quỷ đó phải rời đi. Rời trong danh Chúa Giêsu, rời trong danh Chúa Giêsu. Nếu tai anh chị em không thể nghe lời của Đức Chúa Trời, không thể hiểu lời của Đức Chúa Trời, ta ra lệnh mày rời trong danh Chúa Giêsu. Tất cả những con quỷ che khuất rời của Đức Chúa Trời, tôi ra lệnh mày rời trong danh Chúa Giêsu. Hãy rời trong danh Chúa Giêsu. Hãy rời trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Và tôi nói rằng tất cả những anh chị em nào đang gặp phải nan đề của những giấc ngủ, gặp ác mộng, hay có những con quỷ đang đến trên đời sống của mình trong giấc ngủ, không ạ, tôi ra lệnh tất cả những tà linh đó, tôi ra lệnh phải rời khỏi thân thể của họ. Ta ra lệnh mày phải rời khỏi giấc ngủ của họ. Ta ra lệnh mày phải rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Rời đây nào. Rời, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Ông bà anh chị tiếp tục cầu nguyện nào. Tiếp tục cầu nguyện nào. Tiếp tục cầu nguyện nào. Mọi uế linh, mọi uế linh, mọi uế linh trong danh Chúa Giêsu, mày đã từng bước vào đời sống những người đang ở trước màn hình này. Mọi uế linh ô uế đang ở trong bao tử hả? Đang ở trong phổi hả? Đang trong tai mũi họng của hả? Ta ra lệnh mày ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang từng ăn trên bàn kẻ thù, những ai đang từng ăn những đồ cúng tế, những ai đang từng ăn uống bùa uống ngải, những ai đang từng đưa vào cơ thể của mình những thứ từ ma quỷ, tôi ra lệnh những người đã phải được tự do giờ này. Những uế linh đã phải ra giờ này, những chất ô uế đã phải rơi ra khỏi họ giờ này. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ao trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên trên. Uế linh phải rời đi. Uế linh phải rời đi. Tôi nhắc lại, những ai đã từng ăn trên bàn kẻ thù, những ai đã từng ăn những đồ cúng tế, những ai đã từng uống bùa, những ai đã từng uống những thứ từ ma quỷ, trong danh của Giêsu, ra đi trong danh Giêsu Christ quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta truyền lệnh, trong danh Chúa mày đã bị thất bại rồi Satan. Chúa Giêsu đã thắng mày tại thập tự giá rồi Satan. Chúa Giêsu đã thắng mày rồi Satan. Chúa Giêsu đã chịu thương tích vì họ rồi Satan. Chúa Giêsu đã chịu đòn roi vì bệnh tật của họ rồi Satan. Ta ra lệnh mày rơi và buông họ. Mày không có quyền bám lấy họ. Mày không có quyền bám lấy đời sống của họ. Rơi, 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 rơi. Hallelujah. Bạn chẳng phải cộng tác với tôi. Tống khứ nó đi bởi quyền hạn của mình. Tống khứ nó đi trong danh Chúa Giêsu bởi quyền của mình. Tống khứ nó đi, tống khứ nó đi, tống khứ nó đi. Tất cả những tà linh lo lắng, buồn rầu, trầm cảm, có những ý nghĩ về tự tử, những ý nghĩ về tự sát, những ý nghĩ cô đơn, những ý nghĩ bị ruồng bỏ, tôi ra lệnh tất cả những con quỷ đó phải rời đi. Tất cả những con quỷ đó phải rời đi. Tất cả những con quỷ đó phải rời đi. Tôi ra lệnh tất cả những con quỷ về mặt tâm thần này phải rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tà linh tâm thần này phải rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nhắc lại, tất cả mọi linh của sự lo lắng, trầm cảm, những tà linh của cái sự tâm thần, tự sát, ruồng bỏ, cô đơn, trong danh Giêsu phải rơi khỏi con cái của Đức Chúa Trời. Rơi khỏi con cái của Đức Chúa Trời. Rơi khỏi con cái của Đức Chúa Trời. Ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bạn em hãy cộng tác với tôi, tống khứ nó đi. Nếu mà anh chị em là một trong những người đó, hãy mở môi miệng mình ra và nói rằng ta không chấp nhận mày, hỡi linh của sự lo lắng. Ta không chấp nhận mày, hỡi linh của sự trầm cảm. Ta không chấp nhận mày, linh của sự ruồng bỏ. Ta không chấp nhận mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tôi ra lệnh tiếp, những tà linh của sự lạm dụng trong tuổi thơ, những tà linh của sự lạm dụng trong tuổi thơ, trong danh của Chúa Giêsu, ta trói mày trong danh Giêsu. Ta trói mày trong danh Giêsu. Ta trói mày trong danh Giêsu. Tôi cầu nguyện cho những ai đã lớn lên trong những gia đình mà không được hạnh phúc, có cha mẹ ly hôn, hay là có những xung đột triền miên trong gia đình, trong danh Giêsu, linh lạm dụng này phải rơi trong danh Giêsu Christ quyền năng. Linh sợ hãi này phải rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tà linh sợ hãi trói buộc này phải rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tà linh luôn luôn gây áp lực này trong danh Giêsu, tôi bảo phải rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Chống trả lại, chống trả, chống trả, chống trả. Ai đang lớn lên trong những gia đình có bố mẹ ly hôn, hay là không được hạnh phúc, có những sự cãi vã, xung đột bậy bạ, tôi nói rằng tà linh ruồng bỏ này phải rơi, tà linh bị lạm dụng này phải rơi trong danh Giêsu, linh sợ hãi phải rơi trong danh Chúa Giêsu. Hãy chống trả lại anh chị em, chống trả, chống trả, chống trả, chống trả trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tôi nói rằng anh em được tự do. Buổi tối hôm nay phải được tự do. Tự do, tự do, tự do. Mọi con quỷ phải rời đi vì anh em có quyền được tự do, vì anh em được xưng công minh bởi thập tự giá của Chúa Giêsu. Anh em được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em tự do để sống trong bình an, tự do để sống trong vui mừng, tự do để sống trong khỏe mạnh, tự do để sống trong thịnh vượng, tự do để sống trong sự tươi mới mỗi ngày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tôi truyền lệnh cho những ai đọc kinh thánh bị buồn ngủ, đọc kinh thánh không hiểu, đọc kinh thánh bị ngáp, đọc kinh thánh, mở kinh thánh ra thì hoàn toàn đầu óc tối tăm. Tôi ra lệnh cho những người đó phải được tự do giờ này. Tôi ra lệnh cho những con quỷ đang trói buộc những người đó giờ này. Tôi truyền lệnh mày rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tà linh gây buồn ngủ và thiếu hiểu biết cho lời của Đức Chúa Trời. Tà linh cướp lời Đức Chúa Trời. Trong danh Giêsu tôi bảo mày rơi, 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 rơi. Ao, trong danh Chúa Giêsu quyền năng ra hết khỏi họ đi. Rơi khỏi họ đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu cảm ơn Ngài Chúa. Tạ ơn Chúa, hallelujah. Tạ ơn Chúa, hallelujah. Tạ ơn Chúa, hallelujah. Tạ ơn Chúa, hallelujah. Ngợi khen Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài. 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 Oh, hallelujah. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Và bây giờ thưa ông bà anh chị em, những ai đang bệnh tật đau yếu, hãy đặt tay vào chỗ đau của mình và hãy nhớ bài giảng ngày hôm nay. Bởi lần roi của Chúa Giêsu chịu mà Ngài đã cất bệnh tật ra khỏi thân thể anh chị em rồi. Cất rồi. Bây giờ lấy đức tin nhận sức khỏe cho mình. Chúng ta không phải sống trong bệnh tật. Chúng ta có quyền sống trong sự khỏe mạnh mỗi ngày. Chị em hiểu không ạ? Chúa bởi lần roi Ngài chịu, Ngài đã cất đi rồi. Và bây giờ chúng ta có quyền gì? Chúng ta không phải sống trong bệnh tật nữa. Mà anh chị em hãy đặt tay vào chỗ đau và công bố: tôi được lành trong danh Chúa Giêsu. Tôi được lành bởi vì Chúa Giêsu đã chịu đòn roi để tôi được lành. Tôi được lành bởi vì bệnh tật đã cất đi. Tôi được lành bởi vì quyền lực của bệnh tật đã bị đánh bại. Tôi được lành bởi vì hậu quả sa ngã của tội lỗi là bệnh tật đã bị giải quyết. Đã được giải quyết. Tôi được lành trong danh của Chúa Giêsu. Và cho em hãy nói điều đó nào. Đặt tay vào chỗ đâu và nói điều đó. Trong danh của Chúa Giêsu, tôi truyền lệnh cho toàn bộ cơ quan nội tạng của bạn chị em được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Mỗi cơ quan nào đã bị hư tổn phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Nếu gan bị thương tổn hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Thận bị thương tổn phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Viêm thận hay là hư thận hay chạy thận phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Tim mạch phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Hệ thống hô hấp trong phổi phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Tai mũi họng phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Các son mũi, son trán, son trước, son sau phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Xương khớp của bạn chẳng phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Vai cổ gáy phải được phục hồi, đốt sống được phục hồi, xương đầu gối được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Lành đi. Tôi truyền một mạng lệnh nó phải được lành. Tôi truyền một mạng lệnh nó phải được lành. Bao tử, hệ thống tiêu hóa này phải được lành trong danh Chúa Giêsu. Hãy đặt tay vào chỗ đau của mình và nhận sự chữa lành. Hãy đặt tay vào chỗ đau của mình và nhận sự chữa lành. Đặt tay vào chỗ đau của mình và nhận sự chữa lành. Tôi tuyên bố sự chữa lành đang đến. Tôi khai phóng sự chữa lành bởi thập tự giá của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này. Bởi tôi có quyền đó trong danh Chúa Giêsu. Tôi có quyền để được lành bệnh trong danh Chúa Giêsu. Và tôi tuyên bố thân thể anh em được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Không một bệnh tật nào cho con cái của Chúa. Không một bệnh tật nào trên thân thể anh chị em giờ này. Tôi nói rằng ung thư phải rớt xuống. Mọi viêm nhiễm bệnh mạng tính phải rớt xuống trong danh Giêsu. Tôi tuyên bố huyết áp tiểu đường phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Huyết áp và tiểu đường phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Lành đi. Lành đi. Lành đi trong danh Chúa Giêsu, hãy được lành. Lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tiểu đường, tiểu đường, tiểu đường phải được lành. Tiểu đường phải được lành. Bệnh đột quỵ phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Đột quỵ phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Đột quỵ phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Tiểu đường phải được lành. Huyết áp phải được lành. Tim mạch phải được lành. Bệnh thận phải được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Ô, tôi tuyên bố bạn cho em được tự do khỏi bệnh tật giờ này.
Hallelujah, ông bà anh chị em được tự do khỏi ma quỷ giờ này. Ông bà anh chị em được tự do khỏi ma quỷ giờ này. Ông bà anh chị em được tự do khỏi bệnh tật giờ này. Ông bà anh chị em được tự do giờ này. Tôi công bố hallelujah. Mời anh em hãy nói ra mình được chữa lành, mình được tự do, mình được giải cứu. Tôi đặt một thần giải cứu trên anh chị em giờ này. Quyền năng của sự giải cứu đến trên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu. Quyền năng của sự chữa lành đến trên anh em giờ này trong danh Chúa Giêsu. Hãy được tự do và hãy được lành bệnh đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Đón nhận. Hallelujah. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận sự giải cứu trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Ô, tôi nhìn thấy sự tự do. Tôi nhìn thấy sự chữa lành. Chữa lành hoàn toàn. Hallelujah. Ô, sự phục hồi cho nhiều người ở đây. Sự phục hồi cho nhiều người buổi tối ngày hôm nay. Tôi đang nhìn thấy Chúa đang hành động trên thân thể anh em một cách quyết liệt giờ này. Trên tâm linh anh em một cách quyết liệt giờ này. Tôi đang nhìn thấy sự tươi mới đến trên anh em một cách lạ lùng giờ này. Tôi đang nhìn thấy thần linh Ngài tuôn đổ trên anh em một cách lạ lùng giờ này. Chạm trên anh chị em một cách lạ lùng giờ này. Thân thể của anh chị em hoàn toàn được bình phục giờ này. Nhiều người được chữa lành, nhiều người được tự do. Cảm ơn Ngài. Anh chị em ơi, hãy comment xuống bên dưới, hãy viết xuống bên dưới. Ô, để làm chứng và để cảm tạ Chúa, để khích lệ nhiều người. Tôi khích lệ anh chị em hãy viết xuống. Tôi biết anh chị em được chữa lành. Anh chị em đừng ngại. Tôi biết anh chị em được chữa lành một cách cụ thể luôn, ngay tức thì giờ này luôn, và được tự do một cách tức thì giờ này luôn. Hãy viết xuống. Tôi bị thế này, bây giờ tôi được lành thế này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hãy viết xuống nên anh chị em. Đừng tiết kiệm thời giờ, đừng tiết kiệm thời gian, đừng tiết kiệm cái lời của mình. Hãy comment xuống bên dưới. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên cho em. Tiếp tục comment xuống bên dưới. Còn cảm ơn Chúa. Tôi đặt thần chữa lành trên anh em giờ này. Tôi tiếp tục đặt thần của sự chữa lành và giải phóng trên anh em giờ này. Ngợi khen Ngài. Hallelujah. Tôi tuyên bố mưa thánh linh trên anh em. Mưa phước hạnh và vinh hiển trên anh em giờ này. Mưa xuống trên anh em giờ này. Mưa thánh linh trên anh em giờ này. Mưa thánh linh chữa lành trên anh em giờ này. Mưa thánh linh quyền năng trên anh em giờ này. Đón nhận. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Oh, Ramasakaramatarai. Hallelujah. Tôi nói anh em được phước. Ô, Chúa yêu thương anh chị em. Chúa muốn chữa lành cho anh chị em. Chúa muốn anh em được tự do hoàn toàn. Chúa muốn anh chị em kết quả trong Ngài. Chúa muốn anh chị em ra đi và làm chứng về Ngài. Chúa muốn anh chị em làm vinh hiển danh Ngài qua một đời sống tự do và được chữa lành. Hallelujah. Anh chị em ơi, hãy comment xuống bên dưới những gì Chúa vừa làm cho mình. Oh, hallelujah. Những gì Chúa vừa làm cho mình, hãy viết xuống lên cho em. Viết xuống. Hãy viết xuống những gì Chúa vừa làm cho mình. Tôi nói anh chị em được đầy dẫy thánh linh giờ này. Hãy viết xuống những gì Chúa vừa làm cho mình. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Anh chị em được phước buổi tối ngày hôm nay. Nguyện Chúa ban phước cho anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Hallelujah. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. Thật là nhiều. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy làm chứng xuống bên dưới bằng cách comment xuống. Ô, anh em bị bệnh này và bây giờ thấy được cải thiện hoàn toàn. Anh chị em đang bị nang đê này và bây giờ Chúa đã khiến anh chị em tự do hoàn toàn. Những hiện tượng siêu nhiên mà Chúa làm trên thân thể anh chị em. Anh chị em hãy comment xuống bên dưới để khích lệ nhiều con cái Chúa. Và khi họ xem lại cái video này chẳng hạn, họ được khích lệ đức tin và cũng nhận được sự chữa lành như anh chị em. Hãy viết xuống đi anh chị em ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài và làm ơn chia sẻ clip này trên trang cá nhân của mình. Hãy chia sẻ clip này một cách rộng rãi trên trang cá nhân của mình. Tôi nói rằng sứ điệp về thập tự giá với sự cầu nguyện này sẽ giải phóng được nhiều người trong buổi tối ngày hôm nay. Con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Vinh hiển thuộc về Ngài. Chúa ơi, hãy ban phước cho anh em con. Hãy ban phước cho hội thánh của Ngài.
Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài, amen, cảm ơn Ngài. Nào, bạn chị em đã được học lời Ngài, bạn chị em mình đã được cầu nguyện, và tôi tin rằng phước hạnh đến với anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Và nguyện phước đó đi theo anh chị em luôn, làm cho anh chị em được mạnh mẽ. Có lẽ đã đến lúc chia tay ở nơi này. Tôi xin chào tạm biệt ông bà anh chị em. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em, và hẹn gặp lại ông bà anh chị em vào tối thứ tư tuần sau để chúng ta học bài số 3. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin Chúa ban phước và chào tạm biệt. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.